Chào Vũ nhá, đây là con máy HP Omen 15. Anh nâng cấp lên cho em RAM lên 16GB. Thì trước khi nâng cấp thì quay lại toàn bộ quá trình và xem cái máy của em bên trong nó nội tạng nó như nào và có khả năng nâng cấp được những gì. Dầu Omen thì chỉ cần tháo hết các ốc của dì lắp đít là chúng ta có thể mở lắp ra được. Đây các bạn có thể thấy là mình đã tháo ra hết. Đây là toàn bộ của cái bên trong của chiếc HP Omen, một máy tính chơi game của HP. Thì bạn có thể nhìn thấy linh kiện là bố trí rất là khoa học, gần như là kín hết và chỉ có hai khe này chúng ta cắm để nâng cấp RAM. Máy chạy chuẩn RAM DDR4, chính vì thế thì cái máy này nó sẽ có khả năng nâng cấp tối đa lên đến 32GB. Và đây là hai khe cắm RAM. Đây là Wi-Fi. Hai quạt tản nhiệt các bạn có thể nhìn thấy nó, đây là cái cặp màn hình nó đây này. Và đây là con chip. Và đây là chipset nó đây. Ổ cứng 2.5 inch đây. M2 chuẩn dài như này, 22.8, chúng ta cắm lên một cái SD vào đây. Còn đây là cái ổ cứng 2.5 inch. Còn cái bo thì nó làm là mình sẽ lối qua một cái cáp của nó này, bên dưới. Pin đây. Loa nó chết đâu rồi? Loa chắc là B4. Ở đây các bạn có thể nhìn hai cái loa này, cái dãy loa bên trên đây rồi. Đây, và bây giờ mình sẽ nâng cấp cho Vũ cái máy này lên 16GB. Tại em Vũ tại Hồ Chí Minh đặt chiếc máy này. Vũ Lai Mai có điều kiện để em nâng cấp lỗ kẽ DM2 vào đây cho nhanh em nhé.